Bây giờ anh Đức với cả Hải chỉ cần ăn xem nếu mà mọi người đoán được tất cả những nguyên liệu ở trong chiếc bánh mì này thì sẽ được 1 triệu. Đi đâu? Hải! Ở kia! Xin chào, mình là Linh Ngọc Đàm. Hi, xin chào mọi người, lại là Linh Ngọc Đàm đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một cái video clip khá là chạy theo xu hướng của thị trường. Để kỷ niệm ngày bánh mì được vào từ điển Oxford thì Linh sẽ làm một cái video clip liên quan đến bánh mì. Cũng có những cái loại bánh mì rất là đắt tiền, những cái loại bánh mì mới lạ mà dạo gần đây mới có. Nhưng mà riêng Linh thì Linh lại rất là hồi tưởng về những cái loại bánh mì cũ, bánh mì ngày xưa mà Linh được ăn từ hồi bé, mọi người còn nhớ không? Vài loại bánh mì mà Linh nghĩ là rất là tuổi thơ. Và hôm nay thì Linh sẽ chuẩn bị một vài nguyên liệu để làm lại những cái món bánh mì mà hồi bé Linh được ăn nhá. Cũng nói chung là cũng phải lâu lắm rồi Linh chưa ăn đấy. Trước khi mà chúng ta bắt tay vào làm bánh mì thì phải đi rửa tay. Mọi người nhớ rửa tay trước khi ăn nha, để đảm bảo không bị ốm. Ok, đầu tiên không thể thiếu được bạn nào ở ngoài Hà Nội mà chưa ăn món bánh mì này là mọi người, trời ơi không có tuổi thơ. Đó chính là món bánh mì kem. Ngày xưa hồi còn bé thì Linh hồi đấy là Linh nhớ là chỉ còn mì giữa 2.000 cái bánh mì thôi. Đây nó chỉ là một cái bánh mì như thế này, xong rồi mình bổ ở giữa ra đấy, xong rồi có một que kem kẹp vào đây, kẹp vào giữa đây, xong rồi lõi ra vứt đi, xong ăn cái ở trong thôi. Nhưng mà tại hôm nay Linh không mua được cái kem que, thế là Linh đành dùng cái kem này là kem hộp nha mọi người. Ui, ta nói nước dãi chứ phải gọi là chảy. Thiếu cái gì mọi người biết không? Siro. Siro ở đây thì Linh chỉ mua được một cái là nho, một cái là dâu. Thôi mình dùng cái dâu đây. Cho ít siro rồi nhá, ngọt chết em không ăn được đâu. Đấy. Ôi, tuổi thơ ùa về vãi. Ngon á. Ngon lắm mọi người, ăn hợp lý. Dù bây giờ mình có làm kiểu xịn giò như thế nào, bánh mì xịn, kem xịn, syrup xịn, nhưng mà cũng không thể nào mà tìm lại được cái hương vị tuổi thơ các bạn ạ. Tuổi thơ là mình ăn cái kem gì ấy, nó là kem, mình như chỉ nhớ là kem bunny, kem que, nói chung đơn giản lắm, kem que, kem bé tí à, 2.000 đến 3.000 của kem thôi, ăn nó ngon. Bây giờ nói chung là cũng ngon mà không được như ngày xưa đó. Tiếp theo đây chính là món bánh mì chấm sữa ông thọ. Ui, món này thì không phải nói mọi người ạ, ai tuổi thơ mà mình nghĩ là từ Nam ra Bắc ai cũng ăn món này hết. Ngày xưa sữa ông thọ nó gọi là một cái gì đấy vãi đái lắm các bạn, là nhà nào cũng phải có ít nhất là một hộp sữa ông thọ. Không ai có thể không biết món này, mà đặc biệt thì bây giờ, đến tận bây giờ Linh vẫn rất là mê cái món sữa ông thọ này. Thơm á, thơm mà thơm kiểu nước mũi luôn á. Cái món sữa ông thọ này ăn nó mềm mà nó ngọt chứ. Cái mùi sữa ông thọ nó thơm mà nó dễ chịu nè mọi người, nhìn này. Trời ơi, ngon. Công nhận. Này ai mà chưa ăn món này đúng là không có tuổi thơ, phí một đời. Tiếp theo là một món bánh mì mà Linh nghĩ dân ngoài miền Bắc ăn rất là nhiều. Đây là món bánh mì que của Hải Phòng. Ngày xưa ở cổng trường cấp 3 của Linh hay có mấy cái quán nó bán cái bánh mì que Hải Phòng này này. Chả nhớ bao tiền, chắc tầm 8.000 một cái. Ở trong là pate với cả cái ớt Hải Phòng ấy mọi người. Nhưng mà bây giờ Linh không mua được ớt Hải Phòng, Linh chỉ có mua được pate thôi. Thì mình dùng tạm cái tương ớt Chinsu này. Cái tương ớt Hải Phòng nó mới là cái quan trọng của cái món bánh mì que này. Nhưng mà tiếc mình lại không mua được. Quang ơi, ra đây cho ăn món này ngon lắm. Mày đã bao giờ ăn bánh mì que Hải Phòng chưa? Chưa. Wow. Mày thưởng thức luôn. Hôm nay tao lại phải vào bếp để tao làm cho mày ăn là mày biết rồi đấy. Đây là món bánh mì que Hải Phòng. Có cay không? Hơi, tiếng có chín xu à. Mày đã ăn cái món bánh mì que này ở ngoài Hà Nội bao giờ chưa? Diễn tả xem nào. Vợ ăn miếng hoa miếng nhãn chứ. Nhưng mà trước khi mày ăn cái này, mày đã ăn được cái món bánh mì que thật sự đấy chưa? Chưa. Chưa ăn bao giờ? Ừ. Sao mày không ăn? Lần đầu. Biết à, món này nổi tiếng mà mày không ăn.
nhưng mà cũng ngon đấy. Ngon không? Ngon. Đấy là mới chỉ là 50% công lực. Chỉ là mình bắt chiếc thôi chứ chưa được giống hẳn. Đúng rồi. Mà đã ngon rồi đúng không? Nhưng mà nếu như cái bánh mì này nó còn giòn hơn thì... Ừ, bánh mì phải giòn. Mày mua lâu rồi đúng không? Mới mua sáng đây. Có không? Cũng được. Đây là nhân ngày kỷ niệm mà bánh mì được vào trong từ điển của Oxford. Ừ. Nên là mình phải làm một cái video content về bánh mì. Ui, thế thì các bạn ơi, nếu như mà các bạn hay xem stream của mình thì biết cái bánh mì huyền thoại của mình rồi. Hôm nào tao tao sẽ cho mày ăn cái bánh mì huyền thoại của tao. Mày ăn bánh mì với cả gì? Bánh mì 1 trứng 2 xúc xích, trứng nhiều hành, không rau, nhiều dưa chuột, thêm tương ớt, bỏ ruốc. Đấy, nguyên cái bánh mì của tao. Mày có biết bánh mì ở ngoài? Từ từ lại lại. Bánh mì. Bánh mì 1 trứng 2 xúc xích, trứng nhiều hành, trứng nhiều hành, không rau, không rau, thêm dưa chuột, thêm dưa chuột, ít ớt, ít ớt, rắc ruốc, rắc ruốc. Ừ, pate đâu trong pate? Không 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 biết ăn pate. Nhưng mà cái pate này ngon đấy. Nhưng pate này ngon đúng không? Ừ. Rồi, cút, 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 cút. Thằng Quang đó là gọi là chùm về ăn bánh mì các bạn. Hồi còn làm clip anh trai em gái ấy, ngày nào cũng thấy nó ăn ít nhất là một ổ bánh mì. Hôm nào mà ăn căng đét thì ngày ba bữa là ba ổ bánh mì các mẹ luôn. Suốt ngày bánh mì, sợ thật. Món tiếp theo mà hồi đi học Linh cũng hay ăn, đấy chính là món bánh mì nem chua rán. Ở đây thì Linh có chuẩn bị được nem chua rán này. Rất đơn giản, chỉ là một cái bánh mì xong rồi kẹp cỡ tầm 2-3 cái nem chua rán vào. Xong rồi rau. Ngoài kia thì không ăn rau này, nhưng mà thì tại chuẩn bị được mỗi rau này thì thôi nên là kệ. Rồi. Cái. Đây Bảo, mày quê đâu? Tao Sài Gòn. Quê Sài Gòn á? Đã bao giờ ăn mì nem chua rán chưa? Chưa. Ăn nem chua rán rồi chưa? Ăn rồi, tao đã bắt rồi. Thế ăn bánh mì nem chua rán, hôm nay thử ăn bánh mì nem chua rán này, xem vị nó nào. Nó là lạ, mà cái nem chua này không ngon bằng ngoài Bắc này. Ừ, trong này thì nói chung là thật ra là nó bị nguội là một phần, với cả thứ hai là nó không, cái nem chua này nó không được ngon như ngoài miền Bắc nữa, nó hơi nhiều bột. Nem chua của trong này nó hơi nhiều bột. Thôi được rồi, để lần sau khi mà lần nào mà ra ngoài miền Bắc tao sẽ cho mày ăn món bánh mì nem chua rán đích thực. Ở trong này mình chỉ mô phỏng thôi, cho nên là cũng không không được như ở ngoài kia. Ngon rất là nhiều. Ngon thật không? Thế ăn hết ở đây đi. Xin nha. Món cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay lại là một món mà Linh mới tìm được ở trên Google. Đến từ Sài Gòn. Đấy chính là món bánh mì bì chả. Bạn trợ lý của Linh có nói thì là món bánh mì bì chả xuất phát từ cái việc mix giữa hai loại, đấy là cơm tấm sườn bì chả và bánh mì. Tất nhiên là phải có bánh mì thôi. Theo là sườn bì chả. Ở trong Sài Gòn Linh cũng ít ăn cơm tấm mọi người ạ. Có thể là không hợp rau. Và nghe nói là phải là chan nước mắm các bạn ạ. Phải là chan cái nước mắm chua ngọt nha. Ui. Ôi. Bây giờ thì Linh sẽ ăn thử xem sao. Bởi vì thực tế là Linh chưa ăn món này bao giờ. Mới đầu thì nhìn kiểu không liên quan lắm. Tự nhiên lại sườn bì chả xong rồi bánh mì. Nhưng mà ăn vào thì thấy nó cũng hơi hợp lý các bạn ạ. Kiểu mặn mặn xong rồi bị nước mắm chua chua cay cay. Xong rồi rau trong sườn bì chả, xong rồi bánh mì giòn giòn. Đấy, thấy cũng hợp lý. Ok đấy mọi người ạ. Tinh. Kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Linh sẽ làm một chiếc bánh mì mà mix tất cả các loại nguyên liệu này vào với nhau. Sau đó sẽ đưa cho mọi người ở tin Linh Ngọc Đàm ăn thử. Nếu như ai mà đoán được tất cả các nguyên liệu có ở trong chiếc bánh mì đó thì sẽ được 1 triệu đồng. Nếu như mà không đoán được thì sẽ phải uống một thứ hỗn hợp Linh sáng tạo ra. Anh em ơi, làm gì đấy anh em? Em có một cái bánh mì rất là ngon, tự tay em làm luôn. Trong này thì có những nguyên liệu rất là đặc biệt. Bây giờ anh Đức với cả Hải chỉ cần ăn xem nếu mà mọi người đoán được tất cả những nguyên liệu trong chiếc bánh mì này thì sẽ được 1 triệu. Nếu như mà mọi người không đoán được thì mọi người chỉ cần uống một cốc nước mà em đưa. Thế thôi. Rất đơn giản. Và mọi thứ đều ăn được đúng không? Mọi thứ đều ăn được. Không có cứt.
Ok, vì tiền. Ôi giờ ăn đấy. Ủa kem à? Kem, rồi một. Nghe tê hay là đoán con mèo hả? Tao bị rất kỳ lắm luôn á. Còn rau. Thấy chưa? Thấy rồi đúng không? Ok. Kem nè, rau nè, vút. Hình như hồi nãy có thấy cục mềm chua. Rồi mắm tôm nữa. Mắm tôm rồi, mắm tôm. Hết rồi. Hết rồi đúng không? Cả hai người đều sai. Đó, có gì thôi. Đâu, mở ra xem coi. Đây, đây. Đầu tiên là kem nhá. Hai là nem chua, thuốc, ba tê, rau. Đó. Nhưng mà đi có mắm tôm. Không có mắm tôm. Mắm tôm. Trời, bây giờ mọi người ra phòng khách em pha nước để uống nè mọi người. Cái gì kinh thế? Thương lắm hả? Thương lắm hả? Anh Đức giờ đây. Uống đi. Mojito. Mojito hai người chỉ phải uống hết cái này mới được. Tao uống trước nha, mà còn lại mày uống phần còn lại nha Hải. Từ từ. Uống đi, em đứng ở bên. Sao vậy? Em không biết nữa, em cảm thấy việc không lành. Thôi, đó cho mày đó. Hải, cũng hết nha Hải, tao đi đây. Quẩy cho vệ sinh trước đây. May mà, em đứng dậy nha. Tức ghê. Có kinh nghiệm thế đâu, ngon mà Hải. Đúng không Hải, ngon mà. Hải, đi đâu Hải. Có chưa? Tức thiệt chứ.